Rồi nè, đó. xem nào. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi tiếp livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex, mời nhà đầu tư theo dõi. Lệnh này đây nha. Ông này đánh live theo à? Đâu em cắt cái lệnh ở chiều mà sáng. Này đi buôn hết. Mất tiền đấy. Rồi xem nha. Ông cây này không ăn được trong vòng 10 bíp là em phải xử lý. Rồi nhìn đi, ăn chưa? Ăn chưa? Xong. Ok chưa? Xong rồi. Nhanh chóng chưa? Ok chưa? Ok chưa? Và bây giờ em mới mở hai line lên. Đó, mới cho bọn nó vào chúng em đặt. Khuấy thôi, cho nó vào theo vào.